Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình phá game đầu tiên nha. Let's go. Ok. Ở tựa game này các bạn phải đi thu thập 20 chiếc túi và thu thập những con số. Những cánh cửa nào phát sáng thì các bạn sẽ mở ra được. Rồi, let's go. Ok, mình sẽ đi phòng bên này. Tập tiếp những con mắt. Và những con mắt này các bạn ấn vào thì các bạn sẽ biết được là con ma đang đi đường nào. Đây là một con, đây là những con mắt của con ma. Ok. Và mình sẽ xem nó đi ở đâu. Nó đang ở tầng hầm, mình sẽ lên luôn tầng 2. Ok, let's go. Biết ở đâu sấm chớp để nhìn rõ cả ở đây luôn. Khi con ma đến gần các bạn thì nó sẽ phát ra những tiếng kêu rất là rùng rợn. Và khi nó nghe các bạn chỉ cần vào một căn phòng nào đó thôi thì nó sẽ không làm gì được các bạn. Ok. Mình đã có chiếc cưa và bây giờ thì mình sẽ cưa cái những tầng gỗ này đi. Rồi, let's go. Ở đây mình đã xuống được tầng hầm. Nó đang ở tầng hầm. Wow. Okay. Đó, các bạn thu thập hết tất cả những chiếc túi. Mình đã đủ túi rồi. Bây giờ mình sẽ tìm những thứ liên quan. Đó là phải tìm những đủ mảnh ghép này. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Big Guy, Chapter 1. Let's go. Ok. Có ma đang đây, mình sẽ rửa nó lên. Rồi, let's go. Pika. Cho lên đi, sau đó thì mình sẽ nhảy xuống dưới. Yeah. Red Sky. Wow. Ok.
bạn phải tìm cách làm sao để thoát ra khỏi nơi này bằng cách mở hết tất cả những chi chìa khóa ra. Oh my god, bà ta đang đây rồi. Thì xin lỗi bà ta lên. Bà ta đang bị vướng. Wow, let's go. Đứng lên nào, ok. Một đu cây. Đó là mở một chiếc chìa khóa phía sau. Rồi, let's go. Lắp cái này vào. Ok. Rồi mở cái cửa đây ra. Tiếp tục, đó chính là phá cái này đi. Có vẻ bà ta đang chuẩn bị lên đây. Chuẩn luôn, nhảy luôn xuống đây. Mình sẽ mở cái cửa đây ra. Có gì không? Không có gì. Bà ta đang ở ngoài này. Các bạn sẽ đi đồng vòng ở đây. Để lắp mảnh ghép này vào. Ok, còn một mảnh ghép nữa thôi. Mình sẽ lên lấy một cái nữa, đó chính là một chiếc búa ở trên tầng 3 này. Và mình sẽ phá những tấm gỗ đi. Chú búa đây rồi. Không biết có cúi xuống đây đi được luôn không? Không đi được. Mình sẽ đợi bà ta lên đây. Oh my god. Oh my god. Wow, bà ta xuống rất là nhanh. Không làm gì được rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game mà. How of Slender. Bóng ma trong ngôi nhà. Thì ok, let's go. Không có gì đâu. Thank you.
Khi đủ 8 màu giấy, các bạn sẽ ghép thành một tấm bản đồ. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đường và thoát ra khỏi đây. Bộ thứ 3. Bộ thứ 4. Ok. Gì trong này. Ok, let's go. Bộ thứ 5. Rồi, và đây là lên trên tầng 2. Wow. Một thứ 6. Đây cần một con chiếc chìa khóa. Một ngôi nhà cần rất nhiều chìa khóa đây. Con của ông bà này nhìn rất là kinh khủng. Đó, các bạn cứ đi tìm xung quanh tất tần tật và mở tất cả những cái cửa ra. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái game thứ tư, Risk. Ok, let's go. Wow. Đây, rất cẩn thận nha, nếu không các bạn sẽ chết ngay. Wow. Ok. Boom. Rất là dứt dạng rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Xin đến hiểu. Let's go.
Và hình như là trèo lên đi lên trên tầng 2 này. Không biết có đúng không? Đây rồi. Một chiếc chìa khóa. Sau đó thì lại xuống tầng. Đọc vào đây. Ok, level 2. Các bạn nhìn trên bản đồ, sau đó thì các bạn sẽ đi theo những cái tấm bản đồ này. Ở đây thì mình sẽ phải đi này. Chạy nhanh hơn một chút này. Không biết phải ở đây không? Chuẩn luôn. Một chiếc ba lô. Đây rồi. Không hiểu sao đặt ba lô ở đây làm gì. Level 3, let's go. Ok. Ở dưới này. Never fall. Never fall là gì đây? Cho xuất hiện xin hiện rồi. Mình thử đi xem. Đúng phải không? Trong này không có này. Một cốc nước. Một chai nước. Cho nó xuống dưới. Đây rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Cũng là một tựa game Silent Hill của hãng Boogie Game. Ok. Ok, play. Let's go. Xem thế nào.
cướp luôn. Đây rồi. Trên này có một cái gì đó. Có một chú loa. Ok. Cái này là hình như là lưu. Sau đó các bạn lại chạy lại đường này. Hình như vào đây có một Wow. Oh my gosh. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Mình sẽ bay gờ ra. Ok. Sumo. Rất là cute luôn. Không biết con gì vừa đang bay đây. Có một anh chàng này đi cùng mình à? Wow. Mình bị khóa còng rồi. Tại thì mình đang ở trong một căn phòng và bị khóa tay. Điều này xem thế nào. Rất là tối luôn. Đây là cầu thang. Oh my gosh. Bị xin như bắt mắt. Mình đã xuống cầu thang luôn. Và ta là ông ta đang rông ở đây. Chạy luôn. Đây có một cái gì đó. Còn đi, tiếp tục. Một tấm bản đồ. Và đi tìm một tấm bản đồ. Bị khóa rồi. Oh my gosh. Đây chỗ cũ vừa mới ở đây. Chủ của ta lên đây đi. Chết rồi, không nhảy được. Wow, mình cứ tưởng nhảy được, hóa ra lại không. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ xong một tập game mà. From. Let's go.
Không biết đàn này thì mình sẽ đâu bằng được. Oh my god, wow, được có 5.600 thôi. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.